lên đi. Đó là công việc thánh linh. Chính Ngài hiện chính quyền Ngài, cô ơi, cho nên con thánh vào đời là con của Đức Chúa Trời Trí Cao. Mà đây là cái ông tay hả? Pro với hiểu không? Đi ở Nazareth cũng còn chú tên Joseph thương nàng Mary, nghe kể lại chuyện lạ kỳ có thiên sứ báo tin nàng có thai. Đó này học câu nào vậy? Vâng. 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 Thank you.
người thì đều nghe.